chào tất cả mọi người, chúc mọi người buổi tối vui vẻ. Và bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục học bài số 9. Bài số 9 gồm có các bước như sau. Bài số 9 chúng ta lại lên một cái dây một kiểu khác là sẽ đánh là dây son đồ. Đấy, son đồ. Son đồ, cái son đồ nó khác với dây son rê như thế này. Đây nhá, là mì. Thì khi chúng ta đánh ở son rê thì bây giờ chúng ta lại thêm nốt nữa là son đồ. Mì này. Đấy nhá. Mình sẽ hướng lại các nốt sau nhá. Son la si do re mi, đúng không ạ? Còn bên này nhá là mi mi re. Và các nốt tiếp theo son son, đây lên một quán nhá. Rồi nhá, mình sẽ phân biệt từng cho các bạn từng quán một nhá, đây nhá, đúng không ạ? Đây cũng là son đố son la, nhưng chúng ta phải bấm nút. Đấy. Và ở đây đồ là mi. Mi rê đồ, mi rê đồ. Và để chạy đứng những cái nốt nhanh như sau. Ví dụ như nó này chẳng hạn, bây giờ chúng ta sẽ tập đánh từng chi tiết nhỏ một. Bước một là sẽ vuốt từ nốt đô đến nốt la. Đây rồi. Đối với son đô. Đây. Đầu tiên chúng ta sẽ vuốt gần trước. Bắt đầu kéo xuống dần. Đấy. Sau đó sẽ tiếp tục sẽ là một nốt móc ở đằng sau. Móc. Đây. Đấy. Sau đó kéo xuống đây, nốt vào nốt rế. Đầu tiên nhá, là kéo được nốt đôi nhá. Sau đó nốt rê này. Sau đó xuống nốt mi này. Sau đó lên một quãng nữa là lên nốt son ở quãng 8. Đây. Đấy, thì bây giờ chúng ta sẽ đánh từ chậm cho đến nhanh. Thank you.
Để làm được cái bước này, chúng ta phải luyện cái ngón này này, cái ngón tay gảy, ngón tay búng của chúng ta phải luyện thật là nhanh và độ chuẩn phải cao, và cái độ nhịp phách cũng phải chuẩn, thì hai tay sau đó mới được kết hợp vào thì nó mới tạo ra một cái nốt, nó mới đạt được cái độ chuẩn được. Đây nó có thể đánh là một cái, đây là chúng ta đã đánh ở một nốt duy nhất là nốt la nhá. Đây. Càng đánh nhanh thì lại thực khi là tất cả mọi người ai cũng bị, mà ngày xưa mình tập mình cũng vẫn bị, là khi mình đánh vuốt lên như thế này thì đồng nghĩa với cái tay nó sẽ bị bay ra ngoài, nó cũng giống như mình đi một cái chiếc xe máy, khi mình đi chậm thì mình đóng cua rất là chuẩn, mà khi mình đi nhanh thì là nó sẽ bị văng ra ngoài. Và khi mình đánh đàn cũng vậy. Bây giờ để làm một cách để khắc phục tốt nhất để mà đánh không bị văng ra ngoài gồm có những cái kỹ thuật như sau: ngón tay ở ngón tay thứ hai đặt vào ngón tay cái và thành hình chữ V, hình chữ V đặt vào giữa thân của cần đàn ở đây, và chúng ta tập kéo đây nha, tập kéo nha. Đấy, kéo này đó. Đừng, các bạn đừng có khi tập kéo thì các bạn đừng có đánh vào dây đàn. Cái tập kéo ấy, bắt đầu cho nó lấy cái cảm giác. Lấy cảm giác. Đấy. Bắt đầu lấy cảm giác nhá. Sẽ một điểm sẽ tìm vào đây. Vào cái chỗ móng tay này mà tìm vào cái chỗ điểm giữa của ngón tay, để khi chúng ta kéo nhanh rồi thì nó đỡ bị nóng, và món cái này nó sẽ làm cho mình giảm cái độ ma sát rất là cao. Và khi chúng ta nếu chúng ta tập mà bị tì vào thịt, và cái phần thịt và không phải phần móng này, thì sẽ bị nóng tay và sẽ bị bỏng tay. Xem lại nhá. Đầu tiên sẽ là vuốt từ nốt đô lên. Sau đó vuốt tiếp, vẫn là ngón tay tay chỉ nhá. Vuốt tiếp xuống nốt rê. Sau đó xuống tiếp nốt mi. Tiếp nốt son ở câu 8. Đấy thì bây giờ chúng ta sẽ tập đánh cái phần này trước, sau đó mình sẽ dạy đánh giai điệu, sau đó bắt đầu đến phần này, thì cái phần này là phần cực kỳ là khó. Yeah.
thì cũng rất là mong tất cả các bạn chỉ có tập những các bạn mà đã biết đánh ăn rồi thì học cũng nhanh thôi, vì cần nghe một cái là các bạn có thể đánh rồi. Thì cái bài học chính này nó cần là một cái kỹ thuật cực kỳ là đỉnh cao, bởi vì muốn tập được cái đoạn này ít nhất cũng phải mất khoảng độ một tuần để tập được và đánh được chuẩn. Nếu mà có thể lâu nữa có thể mất một tháng. Nhưng rất là mong tất cả các thành viên ở lớp học online thì ta sẽ có một cái những nốt đàn hay nhất để dành cho tất cả những người khác mà họ muốn nghe và họ muốn được trải nghiệm về cái đàn tính của đồng bào dân tộc Tày. Thì bài số 9 này nó cũng cực kỳ là phức tạp, nó là phức tạp nhất trong tất cả những bài. Và đến bài số 10 thì chúng ta sẽ tiếp tục học giai điệu của bài này, giai điệu nó, và sẽ đánh từng nốt một. Sẽ học giai điệu của bài độc tố đàn tính. Và phần này tại sao cái chính này mình lại dạy các bạn cái phần khó nhất, bởi vì là cái phần này là phần cực kỳ quan trọng, thì các bạn phải biết trước. Sau khi mà mình dạy đến cái đoạn này rồi thì các bạn không phải bị bỡ ngỡ nhiều nữa. Chúc các bạn buổi tối vui vẻ nha. Xin chào và hẹn gặp lại.